Minh Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị cô chú khách hàng thân thương đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12 chuyên bán nhà và đất ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh buổi trưa ngày hôm nay Minh Phúc đang có mặt tại đường nhánh của đường Hà Quy Giáp để giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 4,5m và chiều dài là 14m tổng diện tích là 63m2 thổ cư là 53m2 được thiết kế một trệt một lầu với công năng sử dụng là một phòng khách một phòng bếp bốn phòng ngủ ba nhà vệ sinh Căn nhà có hướng Tây Bắc phù hợp với những người mệnh Tây tứ trạch. Vị trí căn nhà cách trục đường chính Hà Quy Giáp khoảng 200m, cách ngã tư ga 1km và cách sân bay khoảng 15 phút đi xe máy. Được gửi bán với giá là 4 tỷ 200 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Đường trước nhà của chúng ta có chiều ngang là 6m, 2 xe ô tô né nhau. Và không đợi quý anh chị để lâu, chúng ta sẽ tiến vào bên trong để tham quan căn nhà. Căn nhà được bảo vệ bởi hai lớp cửa sắt bốn cánh và một phản không ở giữa chúng ta có thể đậu được 2 đến 4 chiếc xe máy. Không gian phòng khách khá là rộng. Sàn nhà thì được gia chủ lót gạch bóng kính vân gỗ 60 x 60. Tường xung quanh thì được chủ ốp lên gạch cao lên 1m2 bao quanh hết khu vực tầng trệt. Khu vực tầng trệt thì cũng được gia chủ bố trí cho chúng ta một phòng ngủ rất thích hợp cho những gia đình có người già, người lớn tuổi. Phòng ngủ này có diện tích khoảng 17 m2, rất là rộng rãi và cũng được ốp lên gạch xung quanh full phòng. Tiếp theo chúng ta sẽ tới khu vực không gian phòng bếp khá là rộng. Khu vực phòng bếp chúng ta có một nhà vệ sinh dùng cho khách đến chơi nhà và những sinh hoạt ở tầng 1. Nhà vệ sinh cũng đầy đủ các công, công năng lavabo bồn cầu và tắm và sen. Và cuối cùng là khu vực không gian phòng bếp cũng khá là rộng. Mặt bếp cũng được gia chủ dán gạch men màu trắng giúp cho việc vệ sinh phòng bếp trở nên dễ dàng hơn. Tôi xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 4,5 m và chiều dài là 14 m. Pháp lý là sổ hồng riêng, được thiết kế một trệt một lầu và được chủ gửi bán với giá là 4 tỷ 200 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Cầu thang thì được ốp đá hoa cương và tay vịn làm bằng inox 304. Trên khu vực tầng lầu, chúng ta có 3 phòng ngủ, một phòng ngủ phía trước và hai phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía trước này chúng ta có thể dùng để làm phòng thờ tổ tiên ông bà. Phía trước chúng ta có một cái lan can ra đưa ra khoảng 1m và chiều ngang là 4m rưỡi khá là rộng rãi. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí căn nhà. Sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Và đây là phòng ngủ thứ hai và phòng ngủ thứ ba ở lầu 1. Mỗi phòng ngủ thì được chủ dán lên tường cao lên 1m2 và mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng. Và hiện tại thì bên Phúc còn rất là nhiều nhà và đất ở khu vực quận 12. Nếu anh chị muốn mua nhà hoặc đất thì cứ điện thoại cho Phúc, Phúc sẽ tư vấn cho quý anh chị. Hoặc là nếu anh chị muốn ký gửi nhà đất thì cứ điện thoại cho Phúc. Phúc sẽ tới quay làm cái clip để đăng bán cho nó nhanh. Video review căn nhà của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.